Ok, lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên đây một clip mời cây câu nha em, mời cây cần câu này, mời cây cần câu trưng bày hàng các bonfire. Hàng này chuyên cho anh em đi câu lua, lua cá phi, lua suối, câu tôm, câu cá trắng, đánh cảm giác nha mọi người. Rồi, đếm giờ cụ thể cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không trong clip em lên đó, thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Nên em, lô này thì em được 10 cây nha mọi người. 10 cây dạng cần lúa, bờ cây cần lúa đó. Cái này thì nó cái chiều dài là 1m8 nha mọi người, chiều dài là 1m8. Cây này là cây Alpha King đó, cây này của Korea, chiều dài 1m8. Cây này tải dây từ 8 đến 17 lb nha mọi người đó. Tải mồi từ 7 đến 20 gram đó, lô chuẩn UL luôn, khoan đây mọi người đó. Chất liệu là chất liệu carbon pha nha mọi người đó. Hàng còn khá là ok, khá đẹp. Hàng này thì em hốt được nguyên lô, lô hàng trưng bày đó, hàng chưa qua sử dụng luôn đó. Cái này thì thích hợp cho anh em đi câu lùa suối nè, lùa cá phi đó, đánh cá nhỏ, đánh quặt thôi, đánh đánh biển cũng được. Câu hàng chì cũng rất là ok, con tôm nè, nhất là con tôm, con tôm cá trắng thì rất là ok nha mọi người. Đậu dịu thì nó sẽ dịu nguyên cây luôn đó. Nên test đậu dịu cho anh em xem đó. Rất là dịu nha mọi người đó. Đánh cực kỳ cảm giác luôn, bao cảm giác luôn. Cái này thì nặng là 100g thôi nha mọi người, 100g rất là nhẹ. Đọt nó sẽ là 2 ly 2 ly 1, có tổng cộng là 10 cây. Giá công khai là 300k một cây nha mọi người, giá cộng ship nha, 300k một cây, bát là bát chặn nha. Hàng còn rất mới luôn, chưa qua sử dụng, bát chặn bát hãng phan hãng luôn đó. Lỗi đây đó, cái nào cũng giống như cây đó thôi. 10 cây à, anh em về câu tôm câu cá trắng đánh cảm giác chắc là ok nha. Khoan bộ, khoan cũng rất là ok mọi người đó. Đó là chất liệu carbon pha. Cái này Korea xuất thị trường Nhật cho mọi người, em lấy từ Nhật về nha đó, đảm bảo cho anh em lấy từ Nhật về. Rồi, giá công khai một cây là 300k đó, giá cộng ship nha mọi người, anh em lấy hai cây thì bao ship. Rồi, chào anh em nhé. Anh em có thể ơn để số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em nha mọi người. Rồi, cảm ơn anh em. Có công tổng là 10 cây nha mọi người.